Chào các bác nhá. Hôm nay shop Tân Ánh sẽ làm cái video này để hướng dẫn anh em cách dùng chi tiết cái tay điều khiển của loa điều khiển từ xa loại cao cấp Dyni. Dyni mẫu Q92 hoặc là Q93 nhá. Q92 hay Q93 là dùng chung cái tay điều khiển như thế này. Shop đã làm một cái bảng mô phỏng trên mô hình in thành một tờ giấy A4 và có gửi theo mỗi bộ loa cho các bác. Các bác nhận được mỗi bộ loa là có giấy hướng dẫn chi tiết như này nhé. Các bác cứ gióng theo để cho sẽ biết được các nút, các chức năng. Nhưng mà một số các bác lớn tuổi còn chưa cập nhật được thì hôm nay shop sẽ làm cái video này để chỉ cho các bác chi tiết cái cách dùng tay điều khiển của loa dòng cao cấp này nhé. Thứ nhất là cái tay điều khiển này ấy, là nó dùng pin sạc. Pin sạc có nghĩa là pin sạc thêm được. Và cái pin này là pin của điện thoại nhé. Pin của điện thoại. Nguồn điện của pin này là nguồn điện 3,7V này. Và cái nguồn sạc của nó thì nó là nguồn sạc 5V. Đây. Nguồn sạc DC 5V nhá. Khi các bác sạc cho nó DC 5V đây. Khi các bác cắm sạc cho nó thì cái đèn tín hiệu trên này nó sẽ sáng đỏ. Sáng đỏ nhá. Và khi nào đầy thì là cái đèn nó sẽ tự nó tắt. Lúc đấy là điện trong tay đều đó, khiển nó đã đầy. Đây ví dụ như đây. Cái dây này dây cáp sạc cho nó đây. Các bác cắm vào đây. Còn cái dây phía ngoài ấy là cái chân USB. Thì các bác sẽ cắm vào cục sạc dự phòng. Hoặc là cắm vào cục sạc của điện thoại. Đây cục sạc điện thoại mà có chân USB này. Nói chung là cái cục sạc mà có nguồn điện 5V nhé. Đấy. Đấy. Ví dụ như tôi xin cắm vào cục sạc dự phòng này. Đấy, cục sạc dự phòng. Khi cắm vào như này thì cái đèn đỏ nó sáng lên nó báo sạc này. Và khi nào đầy đèn đỏ này sẽ tự tắt là tay điều khiển này sẽ đầy nhé. Giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác tất cả các nút và các chức năng trên cái tay điều khiển như này. Trên tay điều khiển Q2 này. Trên tay điều khiển này nó sẽ có các nút, các số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0. Các nút này là các nút để chọn số, chọn bài trên loa nhé. Và cái nút giữa này có mũi tên, có hai dấu gạch này, gọi là nút play stop. Khi loa đang hoạt động, các bác bấm vào nút này thì loa sẽ tạm dừng nhé, tạm dừng nhé. Và khi loa đang tạm dừng, các bác bấm vào nút này thì loa nó sẽ hoạt động. Và khi các bác bấm giữ nút này 2-3 giây thì loa nó sẽ chuyển sang chế độ phát các file đã ghi âm, như là cái clip khác tôi hướng dẫn nhé. Và trước khi các bác sử dụng cái tay điều khiển này, các bác có thể bật cái công tắc nguồn này lên. Bật nguồn lên. Khi đấy các bác bấm nút này, trên này nó sẽ hiện lên đèn tín hiệu màu xanh và nó báo là tay điều khiển nó hoạt động nhé. Đấy. Thế còn khi các bác không bật nút nguồn lên ấy, không báo tín hiệu lên là tay điều khiển chưa hoạt động nhé. Cái nút bên cạnh bên tay phải của nút play, ngang hàm nút play là nút chuyển bài tới. Chuyển bài tới có nghĩa là các bác bấm một cái thì nó sẽ chuyển bài lên phía trước. Ví dụ như đang bài 2, các bác bấm một cái nó chuyển lên bài 3 nhé. Còn nút bên tay trái của nút vào đây này, nó là nút chuyển bài nuôi. Các bác bấm một lần ấy, thì nó sẽ chuyển bài nuôi về phía sau. Ví dụ như đang bài 2, các bác bấm một cái thì nó chuyển về bài 1 nhé. Thế còn trường hợp các bác ấn giữ nút bên tay phải này, có nghĩa là chuyển bài tới đấy. Thì các bác ấn giữ thì cái loa ấy, cái đèn đây, tôi để tôi bật nguồn lên nhé. Các bác ấn giữ cái đèn này nó sáng suốt luôn. Thì là cái loa nó sẽ tua. Nó tua nó chạy nhanh lên. Nó chạy nhanh lên phía trước nhé. Thế còn cái nút bên này, nút chỉ về nùi ấy, các bác ấn giữ thì là nó sẽ tua nùi về phía sau. Tua dữ liệu nùi nhé. Đấy. Cái loa này có khả năng tua được ấy. Cái nút dưới nút vào đây và dưới cùng này, nằm giữa này này, có dấu trừ này là nút giảm âm lượng. Khi các bác ấn đây ấy, thì loa nó sẽ giảm âm lượng từ 32 trở xuống cho tới về 0. Thế còn cái nút dấu cộng này nằm bên trên nút vào đây, hàng thứ 1, thứ 2, hàng thứ 3 này, thì các bác bấm vào là sẽ là nút tăng âm lượng nhé. Nút tăng âm lượng sẽ tăng lên đến 32 này hết cỡ. Còn hàng dưới cùng này, cái nút bên tay phải này là cái nút gọi là nút vớt bài. Nút vớt bài, khi các bác bấm vào nút này một lần, các bác căn cứ này trên màn hình loa, nó hiện lên chữ O này, là tiếng Anh này, chữ ANN này, thì là loa sẽ đập lại tất cả các bài có ở trong thẻ. Và khi các bác bấm nút này
và trên màn hình nó hiện lên chữ on, ONE ấy, thì nó chỉ lặp lại một bài thôi. Nút này gọi là nút vớt bài nhé. Còn nút phía bên tay trái ấy, hàng dưới cùng này, ở trên này là ký hiệu là nút sao này, thì nó là nút chuyển chế độ phát USB sang thẻ nhớ hoặc sang FM để chuyển chế độ phát đấy. Còn cái nút mà ngang hàm với nút dấu cộng này, nhưng mà nằm bên tay trái, thì nút này gọi là nút mình đánh dấu nút EQ này, là nút chuyển đổi tần số âm thanh nhá, chuyển đổi tần số âm thanh. Còn cái nút trên nút đấy mà nằm dưới nút số 7, hàng thứ tư này, nằm dưới số 7 nút này này, gọi là nút im lặng. Khi các bạn bấm vào nút này ấy, thì nó sẽ im lặng, nó sẽ không phát âm thanh nữa nhá. Nhưng mà các bạn lưu ý là dữ liệu nó vẫn chạy bình thường. Khi các bác bấm lại một lần nữa thì loa sẽ phát lại tiếp, phát tiếp tục luôn, phát tiếp tục luôn. Ví dụ như là loa đang phát ở dây thứ 30 và các bác bấm vào nút này thì loa sẽ ngừng phát ra âm thanh, nhưng mà dữ liệu dây nó vẫn cứ đếm, nó đếm lên đến 40 50. Các bác bấm lại một lần nữa thì nó lại tiếp tục, nó phát tiếp ở cái dây 40 50 đấy nhá. Đấy gọi là nút im lặng này. Còn cái nút mà bên dưới số 9 này, dưới số 9 bên cạnh số 0 này, có bên tay phải của số 0 này, là cái nút khi các bác bấm vào một lần này thì trên màn hình nó sẽ hiện lên số bài để nó báo là tổng file trong thẻ nhớ nhá, tổng file trong thẻ nhớ là có bao nhiêu bài. Khi các bác bấm vào nút đấy nó sẽ báo là trong thẻ nhớ hay trong USB để có bao nhiêu file nhá, nó báo lên số. Thế còn cái nút mà phía dưới này, nút thấy ngang hàng với dấu cộng này bên tay phải này, là nút này là nút ghi âm nhé. Khi nó đang phát bình thường, nó đang hoạt động bình thường, các bạn bấm vào nút này thì nó sẽ chuyển sang chế độ ghi âm, có nghĩa là nó sẽ ghi những âm thanh xung quanh vào. Và khi các bác bấm lại một lần nữa thì nó sẽ dừng ghi âm, nó dừng ghi âm nhé, và nó sẽ phát lại luôn các file đã ghi âm, các file vừa ghi âm xong ấy, nó sẽ phát lại luôn. Như là có một cái clip mà tôi đã hướng dẫn cái cách ghi âm ấy. Đấy nhá. Cái đây là chi tiết tất cả các nút trên tay điều khiển của loa Dynee Q92. Thế còn khi các bác mà đang phát FM ấy, các bác ấn nút vào đây ấy thì nó sẽ chuyển thành chế độ dò đài FM, dò tự động nhá, dò tự động. Đó, các bác lưu ý cứ đang phát FM mà các bác bấm vào luôn ấy thì là nó sẽ thành dò đài tự động luôn đấy. Thế khi mà đang phát FM rồi, các bác bấm vào nút chuyển bài tới, chuyển bài nuôi này, thì đồng nghĩa với việc nó sẽ là chuyển kênh, nó dò được 20 kênh chẳng hạn, thì các bấm nút này là sẽ chuyển từ kênh này sang kênh kia. Đấy. Đây là chi tiết cái cách dùng cái tay điều khiển dòng loa cao cấp Dynee mẫu Q92 hay là mẫu Q93 đều dùng giống nhau nhé. Các bác lưu ý Q92 và Q93 đều dùng giống nhau. Đây, tôi hướng dẫn chi tiết như vậy. Các bác có gì thắc mắc thì vui lòng comment lại bên phía dưới nhé, bên phía dưới video shop sẽ trả lời chi tiết cho các bác. Rồi shop bán hàng COD toàn quốc. Các bác có muốn mua hàng bất cứ sản phẩm gì về loa phụ kiện, loa điều khiển, loa bẫy chim đêm hay là những cái sản phẩm mà shop giới thiệu trên kênh YouTube thì vui lòng các bác alo trực tiếp lên số điện thoại của shop nhé. Alo trực tiếp để cho giao dịch nó được nhanh chóng và thành công. Rồi shop xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua. Shop online Tân Ánh. Với cách đầu số điện thoại, các bác mua hàng thì ở mạng nào, đầu số nào các bác gọi tùy. Đầu số Viettel, bên shop có 2 số, đầu số Vina, đầu số Mobi, bên shop đều có. Các bác muốn liên hệ với đầu số nào cũng được. Zalo, Facebook, các bác tìm kết bạn Zalo, kết bạn Facebook để cùng chia sẻ với shop nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn anh em.